Ngày 6 tháng 11, Đội Biên phòng Trung Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng cho biết đơn vị vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng tàn trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào lúc 20 giờ 40 phút ngày 5 tháng 11, tại ấp chợ xã Trung Bình, huyện Trần Đề, Tổ công tác Đội Biên phòng Trung Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng chủ trì phối hợp với Công an huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, bắt quả tang đối tượng Trần Hải Liêm, sinh năm 1986, có hậu khẩu thường trú tại ấp Tổng Cán, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tàn trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện thu giữ một túi zip ni lông bên trong có chứa chất tinh thể rắn màu trắng có khối lượng gần 2,5 gram và một số tang vật có liên quan. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Liêm khai nhận gói ni lông trên là ma túy tổng hợp dạng đá được đối tượng mua về để sử dụng. Hiện bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng đang tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.